Bạch Tô cũng ngẩn người, có chút ngại ngùng nói, tôi, có phải tôi đến không đúng lúc không? Ôn Đại Bảo đang chơi game quay lưng về phía cô cũng cứng đờ. 3 giây sau, Ôn Đại Bảo ném máy tính bảng, che mặt chạy như bay vào phòng ngủ trên lầu 2. Bạch Tô, cái gì vừa lướt qua vậy? Ôn Lan khóe miệng giật giật. Ôn Đại Bảo trốn sau rèm cửa sổ lầu 2, ra sức nháy mắt với Ôn Lan. Ôn Lan nhịn không được muốn trợn trắng mắt, liếc Bạch Tô một cái. Cô Bạch, hình như cô rất thích xông vào nhà người khác nhỉ. Lần sau nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Bạch Tô khóe miệng giật giật. Vì Ôn Tiểu Bảo, cô nhịn, tôi đến tìm Tiểu Bảo. Nghe nói hôm nay con bé xin nghỉ không đi học, tôi không biết con bé có bị ốm không, nên tối nay lại mang bữa tối đến thăm con bé. Con bé khỏe không? Phía sau vang lên giọng nói non nớt đầy kinh ngạc, gì xinh đẹp. Ôn Tiểu Bảo vừa tan học về, đeo cặp sách nhỏ chạy đến ôm lấy chân Bạch Tô. Bạch Tô ngạc nhiên, không phải hôm nay con xin nghỉ không đi học sao? Ôn Tiểu Bảo ngơ ngác chớp mắt, không có ạ, hôm nay con đi học. Ôn Lan, bây giờ đổi sang hành tinh khác sinh sống còn kịp không? Không được, trước khi đổi phải xử lý Bạch Tô cái con đàn bà chết tiệt này trước, kẻo cô ta lại cười nhạo hắn. Ôn Tiểu Bảo rất thông minh, sau khi nhìn thấy sắc mặt của ba, nhanh chóng đổi lời. Chỉ là, sau khi con thấy không khỏe, ba đã đưa con đến bệnh viện, sau khi khỏi con đã trở lại trường học. Bạch Tô lo lắng hỏi, sao vậy, con bị sao thế? Lần này Ôn Tiểu Bảo thật sự không biết phải bịa chuyện như thế nào, trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn. Ôn Lan bên cạnh đã kéo Ôn Tiểu Bảo ra sau lưng mình. Cô Bạch, con gái tôi thế nào hình như không liên quan đến cô nhỉ? Không đi đừng trách tôi động thủ. Bạch Tô bị hắn khiêu khích mấy lần, cũng có chút tức giận. Anh không phải là em họ của Lục Đình Yến sao? Đây là thái độ của anh đối với chị dâu sao? Ôn Lan nhớn mày, họ hàng xa. Bạch Tô, tôi chỉ quan tâm con bé một chút, chứ không phải quan tâm anh. Cô muốn chống nạnh cãi nhau một trận với Ôn Lan, mắng hắn té tát, nhưng có trẻ con ở bên cạnh, cô không thể. Ôn Lan không hề nao núng. Bạch Tô đặt đồ ăn xuống, xoay người muốn đi. Ôn Lan thấy cô không coi mình ra gì, Ôn Tiểu Bảo bên cạnh thậm chí còn lộ ra vẻ không nỡ để Bạch Tô rời đi. Hắn lập tức như bị châm lửa. Bạch Tô, cầm đồ ăn của cô cút đi. Hắn xách hộp cơm, ba bước gộp thành hai bước, tiến lên nắm lấy tay Bạch Tô. Chạm vào một mảng da thịt mịn màng, khiến hắn nhíu mày một cách vô thức. Cánh tay gầy như vậy có thể là của người trưởng thành sao? Ôn Đại Bảo có thể dễ dàng bóp nát nó. Bạch Tô hất tay hắn ra, đâu phải cho anh. Ôn Lan mặt âm trầm, cô đừng hòng dùng cách này để dụ dỗ con tôi. Bạch Tô hít sâu một hơi, tôi không muốn cãi nhau với anh trước mặt trẻ con. Cô xoay người bỏ đi. Ôn Lan xách hộp cơm trong tay, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ có cô ta biết nghĩ cho con cái sao. Trong cửa hàng tạp hóa chỉ còn lại Ôn Lan và Ôn Tiểu Bảo. Ôn Tiểu Bảo tự giác nhận lấy hộp cơm trong tay Ôn Lan, mang vào bếp, vội vàng mở hộp ra. Ba, ăn cơm thôi. Ôn Lan không nhúc nhích, ngược lại Ôn Đại Bảo chạy xuống. Thơm quá. Ơ, chị hôm nay về sớm vậy. Đói bụng quá, hôm nay có món gì ngon vậy? Hai đứa nhỏ không ai để ý đến Ôn Lan, cứ để hắn cứng đờ đứng ở cửa. Bạch Tô mang đến những món ăn phù hợp cho trẻ em. Những món ăn nhạt, theo phong cách Quảng Đông, chủ yếu là vị ngọt thanh. Hai đứa nhỏ ăn uống một cách thỏa mãn. Ôn Đại Bảo vừa gặm gà hấp hành gừng, vừa hài lòng gật đầu. Mặc dù Bạch Tô cái con đàn bà chết tiệt đó đáng ghét, nhưng món ăn cô ta nấu quả thật rất ngon. Ăn xong bữa gà này, ngày mai tôi sẽ mắng cô ta ít hơn một ngày. Ôn Tiểu Bảo vừa xúc cơm thịt xông khói nhét đầy miệng, vừa lẩm bẩm, chị, dì xinh đẹp thực ra là người tốt, tại sao chị và ba lại ghét dì ấy vậy? Ôn Đại Bảo không ngẩng đầu lên, ôi, em không hiểu đâu. Từ khi còn mặc quần thủng đít, cô đã đánh nhau với người phụ nữ đó rồi, không ghét mới lạ. Cô vẫn còn nhớ cảnh người phụ nữ đó tàn bạo ngược đãi bốn anh em cô. Điều duy nhất may mắn là em gái cô được ba tìm thấy, an cư lạc nghiệp rồi mới được tách ra, không phải chịu sự hành hạ của Bạch Tô. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng khóc thút thít. Hai đứa nhỏ đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy Ôn Lan, một người đàn ông cao gần 1m9, mặc áo ba lỗ màu đen, vai rộng eo thon, cơ bụng 8 múi, đang đỏ hoe mắt, vẻ mặt đau lòng nhìn hai người. Ôn Đại Bảo sợ hãi đến mức đánh rơi cả đùi gà trong tay. Không phải chứ, ba, không đến mức đó chứ. Ôn Tiểu Bảo luống cuống liếm hạt cơm dính trên khóe miệng. Ba khóc rồi. Ôn Lan đau lòng hét lên với hai đứa con bất hiếu. Hai đứa cứ bênh vực Bạch Tô cái con đàn bà chết tiệt đó đi, để tôi cô đơn một mình già chết đi. Nói xong, hắn lau mặt một cách lung tung, vùi đầu chạy lên lầu, đóng sầm cửa phòng lại. Ôn Đại Bảo, Ôn Tiểu Bảo, im lặng 3 giây,
Ôn Đại Bảo tiếp tục cặm cụi ăn gà hấp hành gừng. Ôn Tiểu Bảo nhìn chị gái ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, nhịn không được hỏi dò, chúng ta phải đi dỗ dành ba chứ. Ôn Đại Bảo, mất công làm gì, hắn là đàn ông con trai cần gì phải dỗ dành, đợi hắn khóc xong tự khắc sẽ ổn thôi. Trên lầu vang lên tiếng động long trời lở đất, Ôn Đại Bảo con cút ra ngoài cho ta. Ôn Đại Bảo mặt không đổi sắc, còn gắp miếng cá bụng mềm nhất trong đĩa cá bên cạnh, cười tủm tỉm nhét vào miệng em gái, em ăn cái này đi, cái này mềm. Ôn Tiểu Bảo bị đồ ăn trong miệng thu hút sự chú ý. Hai đứa nhỏ đút cho nhau ăn, em một miếng, chị một miếng, ăn uống vô cùng hòa thuận. Chị ăn bảo ngư này đi, thơm lắm. Em thử món canh này xem, cũng ngon lắm. Lần đầu tiên em được nếm nước sốt ngon như vậy, thật thần kỳ. Tiểu Bảo em ăn con hàu này đi. Cái này. Đợi ăn uống gần xong, hai người mới lau miệng, tay trong tay lên lầu. Vào phòng Ôn Lan. Ôn Lan đang trùm chăn, cả người như một ngọn núi ngồi trong chăn. Ôn Đại Bảo. Ôn Tiểu Bảo ngọt ngào nhào tới. Ba, bắt được ba rồi. Người trong chăn run lên, không nhúc nhích. Ôn Tiểu Bảo gãi đầu, đột nhiên giơ chân đá chăn, thò đầu vào. Ba. Trong chăn tối om không nhìn thấy gì. Ôn Tiểu Bảo chớp mắt, không chui ra. Một lúc sau, trong chăn vang lên tiếng thở dài bất lực. Chăn động đậy, Ôn Lan chính xác kéo đứa nhỏ vào trong chăn. Gào, quái vật lớn muốn ăn thịt thỏ con rồi. Ôn Tiểu Bảo bị chọc cười khanh khách. Ôn Đại Bảo khóe miệng giật giật, trẻ con. Gào, lại một tiếng nữa, quái vật chăn nhảy lên, nuốt cả Ôn Đại Bảo vào trong chăn, ăn hết tất cả. Ôn Đại Bảo kêu la đầy ghê tởm, Ôn Đại Lan, anh trẻ con chớt đi được, a nước miếng dính vào mặt tôi rồi. Nhưng tiếng cười vui vẻ trong giọng nói cũng vô cùng rõ ràng. Ba cha con đùa giỡn đủ rồi, Ôn Lan mới vén chăn lên, bật đèn phòng. Ôn Tiểu Bảo ngọt ngào ôm lấy chân Ôn Lan, ba tốt quá, ngã ba là người ba tốt nhất trên đời. Ôn Đại Bảo ở bên cạnh la hét, trẻ con chớt đi được, đã lớn thế này rồi còn giả làm quái vật. Ôn Lan thoải mái ôm hai cô con gái, lão gia tử cuối cùng cũng tìm lại được chút cảm giác an toàn. Ôn Đại Bảo ném cho hắn một gói khăn giấy, lau nước mũi đi, vừa nãy dính hết lên người tôi rồi. Ôn Lan khịt mũi một tiếng, lười nhúc nhích. Ôn Đại Bảo, thật không hiểu ba đang nghĩ gì, ngay cả giấm của Bạch Tô cũng ăn, chúng ta là loại người vong ân bội nghĩa sao? Ôn Tiểu Bảo nằm trong lòng Ôn Lan, nghe vậy cũng vội vàng ngẩng đầu lên, ba yên tâm đi, chúng con nhất định sẽ không bỏ rơi ba. Cho dù mẹ ruột của chúng con có đến tìm, chúng con vẫn sẽ ở bên ba, ba mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng chúng con. Ôn Tiểu Bảo dỗ dành ba rất có kinh nghiệm. Vài câu nói ngọt ngào đã khiến Ôn Lan cười toe toét. Hắn híp mắt nhìn, thật sao? Ôn Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, thật ạ. Hắn lại liếc nhìn Ôn Đại Bảo. Ôn Đại Bảo khinh thường gật đầu, ừm. Ôn Lan nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ vừa rồi bị đồ ăn của Bạch Tô dụ dỗ đến mức hồn bay phách lạc, lại lo lắng hỏi, vậy nếu Bạch Tô ngày nào cũng đến nấu cơm cho hai đứa ăn thì sao? Hai đứa có thể nhịn được không thích cô ta không? Hai đứa nhỏ kiên định gật đầu, có thể. Lông mày nhíu chặt của Ôn Lan giãn ra ba phần. Hắn lại hỏi, vậy nếu Bạch Tô ngày nào cũng đối xử tốt với hai đứa, dùng đủ loại đồ ăn ngon dỗ dành hai đứa, còn quan tâm hai đứa một cách ngọt ngào, tiếp cận hai đứa, muốn làm bạn tốt với hai đứa thì sao? Hai đứa nhỏ cũng không thích. Lông mày nhíu chặt của Ôn Lan lại giãn ra ba phần. Hắn tiếp tục hỏi, vậy nếu đột nhiên xuất hiện ba người đàn ông kém tôi hơn một chút muốn làm cha của hai đứa, còn muốn cùng mẹ ruột của hai đứa đón hai đứa đi thì sao? Ở bên họ, hai đứa không chỉ có mẹ, còn có ba người cha, còn có anh chị em náo nhiệt, cả nhà vui vẻ hòa thuận bên nhau. Vậy hai đứa chọn gia đình ấm áp hay chọn ba? Hai đứa nhỏ không chút do dự, chọn ba. Trái tim Ôn Lan hoàn toàn được xoa dịu, coi như hai đứa còn chút lương tâm. Hắn đưa tay ôm hai đứa nhỏ vào lòng, siết chặt một cái, hôn bên trái một cái, hôn bên phải một cái. Ba người chúng ta là người thân thiết nhất trên đời, không ai có thể chia cắt chúng ta, không ai được bỏ rơi ai. Ôn Đại Bảo, vâng ạ. Ôn Tiểu Bảo, vâng ạ. Ôn Đại Bảo ngẩng đầu lên, nhưng mà, ba sẽ tiếp tục học nấu ăn chứ, con còn muốn ăn tôm hùm đất cay. Ôn Lan, Ôn Đại Bảo, vì chúng con, ba có thể hạ thấp cái đầu cao quý của mình, buông bỏ thân phận nam nhi để đi theo cô ta làm đồ đệ không? Ôn Lan, Ôn Đại Bảo, ba biết đấy, con đã rời xa mẹ từ khi còn rất nhỏ. Ôn Lan, ngày hôm sau, Ôn Lan đã lấy hết can đảm đứng trước cửa nhà hàng, nhưng lại bị tin tức phát trên đường phố thu hút sự chú ý. Việc tộc người cá biển sâu sắp đến thăm Tuyết Quốc đang gây xôn xao dư luận. Ôn Lan nhíu mày, như vậy chẳng phải khối lượng công việc của hắn lại tăng lên sao? Hắn quay trở lại cửa hàng tạp hóa,
mở máy tính bảng ra bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng. TV treo tường lớn ở tầng 1 nhà hàng của Bạch Tô đang phát bản tin. Trong video, nàng tiên cá công chúa tự tin nói trước ống kính, nghe nói Tuyết Quốc, Đế Đô tập trung rất nhiều người ưu tú, tôi đến đó, đương nhiên là để tìm chồng. Phóng viên hỏi, vậy cô có ứng cử viên lý tưởng nào không? Nàng tiên cá công chúa cười lớn một cách hào phóng, tất nhiên, tôi rất xem Trọng Lệ Trầm Lâm, người đã bộc lộ tài năng ở Nam Quốc gần đây. Cô dừng lại một chút, rồi lại cười nói, Diệp Ly Á Tư của gia tộc Langdon cũng không tệ. Tộc người cá biển sâu của chúng tôi và gia tộc Langdon từ trước đến nay vẫn luôn hợp tác sâu rộng trong các dự án nghiên cứu biển sâu. Phóng viên không ngờ cô sẽ nhắc đến hai người này, sững sờ một lúc mới cười gượng, công chúa người cá thật biết nói đùa, ai cũng biết, người thừa kế của gia tộc Langdon. Diệp Ly Á Tư đã là chồng thứ hai của công tước Bạch Tô của Tuyết Quốc rồi, nhưng gia tộc Langdon chắc chắn còn rất nhiều người xuất sắc như bác sĩ Diệp Ly Á Tư. Nàng tiên cá công chúa mỉm cười, không, tôi chỉ thích Lệ Trầm Lâm hoặc Diệp Ly Á Tư. Phóng viên lúng túng chuyển ống kính sang người cá đực bên cạnh. Vậy, hoàng tử điện hạ, ngài đến thăm Snow Country, có điều gì mong đợi không? Million nở nụ cười e thẹn trước ống kính. Mục tiêu của tôi rõ ràng hơn chị gái tôi, công tước Bạch Tô. Tôi đã tặng quà trong buổi phát sóng trực tiếp của cô trước đó, thông báo với cô rằng chúng ta sẽ gặp nhau. Không biết cô có đoán ra tôi là ai không? Bạch Tô khi xem đoạn phỏng vấn này. Diêm Tinh Nhã vỗ bàn, chớt tiệt, hai chị em này bị làm sao vậy? Vừa ăn cướp vừa la làng. Bạch Tô nhíu mày, dù chỉ qua màn hình, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự thù địch của đối phương. Diêm Tinh Nhã lấy hết can đảm trừng mắt nhìn Lệ Trầm Lâm bên cạnh. Hừ, hồng nhan họa thủy. Lệ Trầm Lâm lập tức đầu hàng. Tôi không có, tôi luôn giữ đạo đức nam nhi. Diêm Tinh Nhã ôm lấy cánh tay Bạch Tô, gan to hơn một chút. Vậy anh giải thích thế nào về việc con cá đó công khai tuyên bố muốn đến tìm anh? Đây chẳng phải là công khai khiêu khích Toto của chúng ta sao? Lệ Trầm Lâm không hề lo lắng, yên tâm, Toto sẽ không bị bắt nạt đâu. Diêm Tinh Nhã tức giận, anh chắc chắn như vậy sao? Anh nhìn Toto xem, tay chân nhỏ bé như vậy. Nghe nói nàng tiên cá công chúa đó cả người lẫn đuôi dài 1m9 đấy. Nếu đánh nhau, Toto chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lúc này Bạch Tô cũng không nhịn được bật cười, tại sao tôi phải đánh nhau với cô ta? Lệ Trầm Lâm không hề hoảng hốt, xua tay, yên tâm, họ không thể bắt nạt Toto được. Diêm Tinh Nhã liếc hắn một cái, tự tin như vậy sao? Anh định 24/24 bảo vệ Toto sát sao? Lệ Trầm Lâm nhếch môi, đáy mắt lóe lên tia sáng. Không cần, chỉ cần bọn họ đến từ biển, thì sẽ không thể thắng. Bạch Tô cảm thấy kỳ lạ, nhìn hắn đang nằm vắt vẻo trên quầy ba nghịch ly rượu. Diêm Tinh Nhã bên cạnh vỗ bàn, đúng rồi, cô ta là cá biển, lên bờ, đến địa bàn của chúng ta, còn có thể bắt nạt Toto của chúng ta sao? Bạch Tô bị Diêm Tinh Nhã kéo lệch suy nghĩ. Bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, cá lên bờ, chắc là không còn sức uy hiếp gì nhỉ. Cô nhún vai, mấy người cứ tiếp tục buôn chuyện đi, tôi về bếp nấu cơm đây. Lệ Trầm Lâm lắc lắc đuôi rắn, đi theo, Toto để tôi giúp ngã. Bạch Tô không quay đầu lại, không cần, anh ngoan ngoãn làm linh vật của anh là được rồi. Có khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Trầm Lâm đứng ở quầy bar, số lượng khách quý đến nhà hàng mỗi ngày đã tăng lên gấp nhiều lần. Lệ Trầm Lâm tiếc nuối thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn ngồi trước quầy bar, tiếp tục khoe mẽ vẻ quyến rũ của mình. Diêm Tinh Nhã ở bên cạnh xem mà tấm tắc khen ngợi. Một con rắn hắc đạo u ám bệnh hoạn giết người như ngoé, lại bị cô huấn luyện thành đứa trẻ ngoan ngoãn. Xem bao nhiêu lần cũng thấy ngầu. Bạch Tô trở lại phòng phát sóng trực tiếp, vừa tiếp tục nấu ăn, vừa nhìn thấy mọi người đang bàn tán trên màn hình. Chủ tiệm, có người muốn biết với cô. Chủ tiệm, nàng tiên cá công chúa này quá kiêu ngạo rồi. Đánh cô ta, không thể nhịn được nữa. Bạch Tô khó hiểu nhìn bọn họ. Sao vậy? Giữa vô số bình luận dày đặc, cuối cùng cũng có người lý trí giải thích đầu đuôi câu chuyện cho cô. Vừa rồi nàng tiên cá công chúa đến phòng phát sóng trực tiếp của cô Hạ Chiến Thư. Nói muốn phát sóng trực tiếp biết với cô vào thứ bảy tuần này. Nếu cô thua, thì nhường Lệ Trầm Lâm và Diệp Lý Á Tư cho cô ta. Bạch Tô sững sờ, xem lại lịch sử DONATE của phòng phát sóng trực tiếp. Quả nhiên nhìn thấy lịch sử DONATE của nàng tiên cá công chúa La Tát Nghị Á. Cô ta DONATE 3.000 Carnival. Hạ Chiến Thư cho Bạch Tô, nói thứ bảy sẽ phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó hai người biết độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp, người thua sẽ rút lui. Bạch Tô, đây là trò chơi trẻ con gì vậy? Diệp Ly Á Tư và Lệ Trầm Lâm là hàng hóa sao? Có thể công khai giao dịch. Điều này khiến Bạch Tô rất khó chịu. Khán giả trên màn hình luôn thích xem náo nhiệt, lên đi chủ tiệm, đánh cô ta. Cho cô ta biết thế nào là của streamer lớn. Đúng vậy, Toto cô phát sóng trực tiếp lâu như vậy.
tài khoản có 5-6 triệu người hâm mộ, cô ta là người chưa từng phát sóng trực tiếp, lấy gì để tranh với cô. Đúng vậy Toto, chúng tôi đều ủng hộ cô cứ yên tâm đấu với cô ta. Bạch Tô nhìn thấy nút bắt đầu khiêu chiến ở góc dưới bên phải giao diện phát sóng trực tiếp, vừa định từ chối, lại vô tình trượt tay, nhấn vào nút đồng ý. Bạch Tô. Lệ Trầm Lâm chạy vào với vẻ mặt hớn hở. Toto, em muốn vì anh mà biết quyết đấu với người phụ nữ khác sao? Anh vui quá. Bạch Tô. Loại trận đấu bị vật hóa này, thật sự đáng để vui mừng như vậy sao? Bình luận. Ha 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 ha, mặt chủ tiệm xanh lè, nhưng Lệ Tổng trông rất vui vẻ. Anh ấy sẵn sàng bị vật hóa, anh ấy thích lắm. Cười đến mức tôi lăn lộn trên đất, đột nhiên bắt đầu mong chờ thứ bảy tuần này. Lệ Tổng, anh thật sự, tôi khóc chớt mất. Người không biết còn tưởng chủ tiệm đang liều mạng vì anh ấy. Hình ảnh trong tưởng tượng của Lệ Tổng, Toto vì tôi mà không sợ cường quyền, xông pha khói lửa, liều mình mạo hiểm. Hình ảnh thực tế, chủ tiệm, streamer lớn hàng triệu fan biết đánh bại người mới không fan, chuyện nhỏ như ăn cơm. Bạch Tô chỉ lỡ tay nhấn xác nhận, đã trực tiếp đưa sự việc lên top trending. Công tước Tuyết Quốc và công chúa hải tộc đánh nhau vì giống đực. Bạch Tô, công chúa người cá. Công chúa người cá khiêu khích công tước nước ta. Trận chiến tín ngưỡng, thứ bảy. Bạch Tô nghiền nát cũng là chuyện nhỏ. Sức mạnh của giống cái hùng mạnh, Bạch Tô. Bạch Tô, ánh sáng của Snow Country. Một loạt hashtag hỗn độn được đẩy lên top trending. Bạch Tô nhịn không được xoa xoa mi tâm, sau khi tan làm trực tiếp tắt mạng, trở về dinh thự nghỉ ngơi. Chùm chăn kín đầu, chuyện gì cũng đợi cô nghỉ ngơi xong rồi nói sau. Trong khi cô đang ngủ, công chúa người cá đã đến đế đô Snow Country, đang mày mò dụng cụ trong đại sứ quán và đang phát sóng trực tiếp. Tài khoản chính chủ của cô ta từ khi đến phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Tô khiêu chiến đã thu hút được kha khá người hâm mộ. Phần lớn trong số đó là fan của Bạch Tô. Họ không phải là fan chân chính của công chúa này, chỉ là không muốn bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp vào tối thứ bảy. La Tát Ni Á, với tư cách là công chúa của tộc người cá, quả thực sở hữu tất cả những ưu điểm của tộc người cá, giọng nói ngọt ngào, ngoại hình thoát tục. Đôi mắt trong veo như được rửa sạch bằng nước, giống như viên đá quý sâu thẳm, mang theo ánh sáng vàng, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Mái tóc dài màu xanh đậm uốn xoăn nhẹ, lắc lư tự nhiên, giống như rong biển dưới đáy biển sâu, đẹp một cách dễ dàng. Đặc điểm thú hóa rõ ràng nhất của tộc người cá ngoài đuôi cá chính là vây cá trên tai. La Tát Mỹ Á mở livestream trên nền tảng, đồng thời cho nhân viên bên cạnh nạp tiền để quảng bá livestream của cô ta. Là tộc người đến từ biển sâu, thứ họ không thiếu nhất chính là tiền. Những người vào xem đều không khỏi bị nhan sắc của cô ta mê hoặc. Đây là người cá dám mạnh miệng khiêu chiến công tước Bạch Tô của chúng ta sao? Phải nói là, quả thật có mấy phần nhan sắc và thực lực. Tốt tốt tốt, bắt đầu ghen tị với Lệ Trầm Lâm và Diệp Lý Á Tư rồi. Tuyệt vời, tôi sắp phát điên rồi. Sao trên đời lại có người cá xinh đẹp như vậy? Không, sao trên đời lại có giống cái xinh đẹp như vậy? Nếu có thể cưới được công chúa người cá, làm chồng đầu tiên của cô ta, thì cho tôi ăn đồ ăn của Bạch Tô 3 bữa một ngày tôi cũng đồng ý. Tốt tốt tốt, vừa ăn cướp vừa la làng đúng không? La Tát Mỹ Á dựa vào nhan sắc của mình, dễ dàng giữ chân những người qua đường click vào phòng phát sóng trực tiếp. Ngay cả những người qua đường không có việc gì làm, sau khi nhìn thấy nhan sắc kinh người ở khoảng cách gần như vậy, cũng vẫn bị mê hoặc. Thực ra trong thế giới thú nhân giữa các vì sao, khoa học kỹ thuật phát triển, hầu như không có người xấu, thông qua công nghệ, cơ bản đều có thể điều chỉnh được. Nhưng đẹp như La Tát Mỹ Á thì quả thực vẫn rất hiếm thấy. Khác với dáng người mảnh mai yếu ớt phổ biến của giống cái Snow Country, cũng khác với vẻ đẹp rực rỡ đầy đặn của Bạch Tô. Vẻ đẹp của La Tát Mỹ Á giống như một loại khí chất thoát tục ẩn chứa trong biển sâu, đẹp như tiên nữ tinh tế. Hơn nữa, người cá trời sinh mang theo bắp quyến rũ, khi nhìn vào mắt người cá, rất khó không bị họ mê hoặc. Ngay cả khi chỉ qua màn hình, chỉ cần La Tát Mỹ Á nhìn chằm chằm vào ống kính, những người qua đường click vào cũng rất dễ bị mê hoặc, lạc lối trong nhan sắc của cô ta. Cô ta cũng không làm gì, chỉ cười tủm tỉm chống cằm chào hỏi mọi người. Chào mọi người, tôi là La Tát Mỹ Á. Lần này đến Tuyết Quốc làm gì? Đến tìm chồng đấy. Ha ha, tôi rất dễ tính tình siêu tốt. Cảm ơn lời khen của mọi người thật nhiệt tình. Tại sao phải biết với Bạch Tô? Vì tôi thích chồng của cô ta, tôi rất thích Diệp Lý Á Tư. Không tính là cướp đâu, tôi quen Diệp Lý Á Tư lâu hơn cô ta. Gia tộc Lăng Dần đã đồng ý gả anh ta cho tôi, kết quả anh ta lại được gả cho Bạch Tô. Tất nhiên, tôi không nói là lỗi của Bạch Tô. Lệ Trầm Lâm là người theo đuổi Bạch Tô. Ha ha, đó là vì chưa gặp tôi. Tại sao không chứ? Xinh đẹp như tôi, cũng khó mà không tự biết mình đẹp chứ. Đợi khi số lượng người xem đạt 200.000,
tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài hát. Bài hát của tộc người cá rất hiếm khi được nghe thấy trên đất liền. Số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp từ vài trăm người khi bắt đầu phát sóng, tăng vọt lên vài nghìn, vài trăm nghìn, lên đến 10.000, 50.000, 100.000 và vẫn đang tiếp tục tăng. Đây là cơ chế quảng bá của nền tảng. Một khi xác định phòng phát sóng trực tiếp nào đó có hoạt động cao, số lượng người xem đông, độ nổi tiếng cao, sẽ được đưa vào nhóm người dùng lớn hơn để thu hút thêm lưu lượng truy cập. Chưa kể La Tát Mỹ Á còn bỏ tiền ra để quảng bá. Phát sóng chưa đầy một tiếng đồng hồ, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng tăng lên đến 200.000. La Tát Mỹ Á dường như không xa lạ gì với tình huống này. Cô ta nhìn chằm chằm vào ống kính một cách lười biếng và đáng yêu. Đã 200.000 người rồi, để tôi hát cho mọi người nghe một bài hát. Cô ta khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng hát ngân nga du dương tràn ra từ cổ họng. Giọng hát thoát tục đặc trưng của người cá vang lên một cách mượt mà. Màn hình im lặng trong giây lát, rồi lập tức bùng nổ trở lại. A, hay quá. Chết tiệt, đây thật sự là giọng hát mà thú nhân có thể phát ra sao? Không hiểu, nhưng hay lắm, cảm giác như xương cụt tê dại. Tôi đang lăn lộn trên giường, thần điển là gì? Đây mới chính là thần điển. Kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, tài khoản của La Tát Mỹ Á đã tăng thêm hàng chục nghìn người hâm mộ. Cô ta và nội dung buổi phát sóng trực tiếp này lại một lần nữa lên top trending. La Tát Mỹ Á phát sóng trực tiếp, bài hát của người cá. Trước giọng hát tuyệt vời, mọi thứ phô trương đều là hổ giấy. Chấm cứ thiên vị cô ta như vậy, có phải để cô ta chiến thắng quá dễ dàng không? Dư luận trên mạng cũng dần dần thay đổi. Ôn Lan và Ôn Đại Bảo cũng vừa xem xong buổi phát sóng trực tiếp. Ôn Lan lười biếng ngáp một cái, đã loại bỏ nguy hiểm tiềm ẩn của bọn họ chưa? Ôn Đại Bảo không coi họ ra gì, chỉ là một đám cá đầu to không có sức tấn công mà thôi. Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên hỏi, ba thấy Bạch Tô có thể thắng không? Nếu thua cô ta sẽ bị cư dân mạng mắng chết đấy. Ôn Lan nhướng mắt, sao vậy, con quan tâm à? Ôn Đại Bảo, à, con tưởng ba quan tâm. Ôn Lan trợn trắng mắt, cút cút cút, hai giống cái tranh giành tình cảm có gì hay ho mà quan tâm. Ngay cả tên rác rưởi như Lệ Trầm Lâm cũng có người tranh giành, bọn họ có thời gian đó, không bằng quyên góp thêm tiền cho vùng thiên tai, cả ngày rảnh rỗi sinh nông nổi. Hắn xỏ dép lê, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trước cửa bếp hút vừa lướt bình luận trên mạng, lông mày nhíu chặt chưa từng giãn ra. Buổi trưa khi Bạch Tô phát sóng trực tiếp, trên mạng vẫn còn khen ngợi, nhưng bây giờ dần dần xuất hiện những ý kiến trái chiều. Mọi người nên nghe công chúa người cá hát vào buổi chiều, lập tức chuyển thành fan luôn. Khác biệt, hoàn toàn khác biệt, bây giờ trong lòng tôi chỉ có công chúa người cá. Hu 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 hu, sao tôi không biết đến sự tồn tại của công chúa người cá sớm hơn, cô ấy đẹp quá. Nhan sắc thần thánh quá đỉnh, đây mới là nhan sắc đỉnh cao thực sự. Những người trước đây khen Bạch Tô là gu thẩm mỹ gì vậy? Không phải, cũng không cần thiết phải tâng bốc người này dìm người kia chứ. Trước đây fan của Bạch Tô quá đông, tôi không dám lên tiếng, chỉ vậy mà cũng dám khen, thật buồn cười. Khuôn mặt của La Tát Mỹ Á điện hạ, đúng là đả kích cấp bậc mà. Từ hôm nay trở đi, tôi Hồ Hán Tam chính là chó của công chúa người cá. Công chúa nước ngoài gì chứ, mọi người đều là người trên cùng một lục địa, phân chia gì mà người ta. Video công chúa người cá hát trực tiếp lan truyền chóng mặt trên mạng. Hầu như tất cả những người nghe thấy giọng hát của cô ta đều không thể tránh khỏi việc trở thành fan của cô ta, thậm chí đến mức không thể dứt ra được. Cũng có một số người chưa xem được video, vẫn kiên định ủng hộ Bạch Tô. Khi Bạch Tô tỉnh dậy, cô chưa lên mạng, trước tiên là nhìn thấy tin nhắn của Diêm Tinh Nhã. Cô ấy gửi một đoạn văn dài đầy phẫn nộ, Toto. Cậu yên tâm, dù sao tôi cũng nhất định ủng hộ cậu. Những fan có thể rời đi đều là fan không chân thành, không cần cũng được. Đừng buồn, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Cậu đẹp hơn con công chúa người cá kia một vạn lần. Cá có gì đẹp, tanh hôi, làm sao đáng yêu bằng thỏ bông. Bạch Tô chẳng hiểu gì, nhắn lại một tin, vừa ngủ dậy, ai chọc giận cậu vậy? Diêm Tinh Nhã, cậu đừng lên mạng. Bạch Tô, vốn không muốn lên, bây giờ lại muốn rồi đấy. Diêm Tinh Nhã, thôi được rồi, thực ra là chiều nay công chúa người cá đã livestream hát, tăng rất nhiều fan. Hiện giờ trên mạng có rất nhiều người không xem trọng cậu. Toto, tôi tin tưởng thứ bảy này cậu nhất định sẽ thắng. Cậu đừng lo lắng nhé, phải tự tin vào bản thân. Bạch Tô, tôi không lo lắng. Chỉ là đau đầu thôi, vốn dĩ cô không muốn nhận lời thách đấu này. Bây giờ ngược lại khiến bản thân đau đầu. Bạch Tô lên mạng xã hội, lướt lướt một hồi là có thể thấy đủ loại video blogger bình luận và phân tích. Blogger hát hay xinh đẹp với blogger ẩm thực, ai có cơ hội thắng cao hơn? Không phải blogger lớn là nhất định có thể nghiền nát người mới, công chúa người cá lật kèo cực sảng khoái. Bạch Tô ngồi nhà lén lút lau nước mắt,
không nên nhận lời trận đấu này. Các video phân tích không xem trọng tương tự như vậy, với tiêu đề phóng đại, suy đoán lung tung, cơ bản đều nói công chúa người cá có khả năng thắng cao hơn cô. Nhưng khu vực bình luận cơ bản đều bị fan của cô chiếm đóng, đều đang mắng chửi blogger làm ra những video này. Nói họ cố ý dẫn dắt dư luận, xính ngoại, dẫm lên mặt mũi người nước mình để tung hô người nước ngoài. Bạch Tô nhìn màn hình đầy những bình luận hỗn loạn, nhịn không được xoa xoa mi tâm. Chuyện này hình như còn ầm ĩ hơn cô tưởng tượng. Buổi tối, Diệp Lý A Tư và Lệ Trầm Lâm trở về nhà, cũng cẩn thận hơn thường ngày. Ba đứa nhỏ hôm nay cũng đặc biệt ngoan ngoãn, không hề ồn ào náo loạn, cũng không vứt cặp sách lung tung, tự giác rửa tay rồi lên bàn ăn cơm. Bạch Tô khóe miệng giật giật, mọi người không cần như vậy, tôi không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu. Diệp Lý Á Tư lo lắng nhìn cô, Tô Tô, em đừng tạo áp lực tâm lý quá lớn cho mình, thắng cũng được, thua cũng được. Em đã nói với anh rồi, chúng ta đều không phải người hoàn hảo, phải chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, đúng không? Lệ Trầm Lâm lại đặc biệt tự tin, nhếch môi, yên tâm đi Tô Tô, em nhất định sẽ thắng, tin anh. Con cá ngu ngốc đó không phải là đối thủ của em. Bạch Tô xua tay, tôi không quan tâm những thứ này, chỉ là lúc chưa nấu cơm lỡ tay nhấn đồng ý. Vốn dĩ tôi muốn từ chối, các anh muốn làm chồng của ai, không muốn làm chồng của ai, phải là kết quả lựa chọn của hai bên, không nên do tôi đơn phương quyết định. Lệ Trầm Lâm, Tô Tô, anh đã chuẩn bị xong của hồi môn, tùy thời sẵn sàng ở rể. Bạch Tô, ba đứa nhỏ bên cạnh cũng la hét, mẹ là mẹ tốt nhất trên đời, tốt hơn con cá đó một vạn lần. Công chúa người cá không thể cướp chồng của mẹ, cho dù cướp đi cũng không sao, mẹ còn có chúng con cũng có thể bảo vệ mẹ. Cướp đi càng tốt, đỡ phải đuổi mấy ông bố phiền phức này đi. Bạch Tô không nhịn được bật cười, được, vậy chúng ta cứ thử xem sao. Ngày hôm sau, công chúa người cá lại livestream, còn cố tình chọn cùng thời điểm với Bạch Tô. Hai bên đều đang phát sóng trực tiếp, không ít blogger thích hóng chuyện chạy đến xem, quay video cắt ghép. Một bên là Bạch Tô, cô thỏ nhỏ mềm mại, sau khi dọn dẹp đơn giản, đội khăn trùm đầu màu hồng nhạt, chuyên tâm làm bánh ngọt. Một bên là công chúa người cá La Tát Mỹ Á, trang điểm tinh xảo, lấp lánh ánh sáng, lấp lánh đá quý. Bạch Tô hôm nay làm bánh kem dâu tây, một miếng bánh mousse nhỏ, cắt thành hình tam giác, được trang trí bằng những họa tiết tinh xảo đáng yêu, còn dưới thêm lớp mứt trong suốt. Không ít người sau khi nhìn thấy chiếc bánh xinh đẹp, thèm đến chảy nước miếng, không dám nói, thật sự không dám nói. May mắn được đứng ở cửa ngửi mùi một lần, tôi muốn quỳ xuống lạy Bạch Tô hai cái. A thần điển. Đây mới là thần điển mang lại phúc lợi cho chúng ta. Đôi tay vĩ đại của Tô Tô, cô chính là thần sáng tạo tái thế. Chủ tiệm, không có cô tôi biết sống sao. Bánh kem đẹp quá, phải làm sao bây giờ? Tôi căn bản không ăn được, tôi sắp nổi điên rồi. Bên kia, La Tát Mỹ Á cũng không chịu thua kém, bắt đầu hát. Theo tiếng hát vang lên, số lượng fan của Bạch Tô giảm mạnh 1/4. Không ít người đều nói, tôi chỉ đến thăm dò tình hình địch, lập tức quay lại. Tô Tô cậu đợi tôi nhé, tôi đến phòng phát sóng trực tiếp của cô ta xử lý bọn họ. Hát hò có gì hay ho, vẫn là chủ tiệm đẹp mắt hơn, mấy người phía trước đợi tôi với. Sau khi kết thúc buổi phát sóng, một bộ phận fan của Bạch Tô lại bị dẫn dắt đến phòng phát sóng trực tiếp của La Tát Mỹ Á. Diêm Tinh Nhã ở bên cạnh phẫn nộ nói, con công chúa người cá kia đang chơi xấu. Giọng hát của tộc người cá bọn họ vốn dĩ có khả năng mê hoặc, dùng cái này để câu kéo fan và biết với cậu quá gian lận. Bạch Tô mỉm cười, không tiếp lời. Giọng hát có khả năng mê hoặc, cũng là bản lĩnh của bản thân cô ta. Diêm Tinh Nhã có chút lo lắng, công chúa người cá đã phát sóng trực tiếp 2 ngày rồi, fan của Bạch Tô đã giảm mất 200.000 người. Mặc dù cô có nhiều fan, mấu dày, nhưng không chịu nổi đám blogger hóng chuyện khắp nơi bắt đầu thêm dầu vào lửa, tung hô người này dìm người kia. Bản chất con người đều có chút tâm lý sùng bái kẻ mạnh. Sau khi nghe mọi người đều nói công chúa người cá chắc chắn sẽ thắng, rất nhiều người dễ dàng ngả theo phía công chúa người cá. Bạch Tô thiệt thòi quá. Trong sự mong đợi của mọi người, thứ bảy nhanh chóng đến. La Tát Mỹ Á kiên trì phát sóng trực tiếp, chỉ trong vòng một tuần, tài khoản của cô ta đã từ không fan tăng lên thành blogger lớn có hàng triệu người hâm mộ. Điều này còn phải cảm ơn cô ta đã mượn danh tiếng của Bạch Tô để thu hút fan. Phải biết rằng, Bạch Tô là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội của Snow Country, còn cô ta chỉ là một công chúa người cá mới từ biển lên. Cô ta cũng không muốn khiêu khích uy quyền của Bạch Tô hết lần này đến lần khác, cố ý gây sự, nhưng đây là cách tăng fan nhanh nhất mà. La Tát Mỹ Á nhếch môi, đắc ý nhìn số lượng fan trên tài khoản của mình. Cô ta đá đá em trai Million bên cạnh, cứ chờ xem, trưa nay tôi nhất định sẽ thắng. Trên mặt Million vừa vui mừng vừa khó xử, chị,
chị cũng đừng làm cô ấy quá khó xử, giống cái xinh đẹp như vậy, em không muốn cô ấy buồn. La Tát Mỹ Á trợn trắng mắt, thua tôi thì có gì mà khó xử. Với nhan sắc của tôi, thua tôi là vinh hạnh của cô ta. Million có chút khó xử nhìn giống cái nhỏ nhắn trong buổi phát sóng trực tiếp, đáy mắt lóe lên tia đau lòng. La Tát Mỹ Á, thôi được rồi, em có thời gian lo lắng cho cô ta, không bằng lo lắng cho chính mình đi. Đến nhà hàng 3 lần đều bị người ta phớt lờ, em thật sự làm mất mặt tộc người cá chúng ta. Million có chút ngượng ngùng gãi đầu, chẳng phải điều này càng chứng minh sự ưu tú của giống cái nhỏ nhắn kia sao. Cô ấy có tâm tính rất kiên cường, có thể dễ dàng chống lại sự cám dỗ của em. La Tát Mỹ Á trợn trắng mắt, vậy thì sao? Chẳng phải sắp trở thành kẻ bại trận dưới tay tôi rồi sao? Million có chút buồn bã, vừa muốn chị gái chiến thắng trận đấu, mang đi hai giống được ưu tú bên cạnh cô ấy, để cậu ta có cơ hội. Vừa không muốn Bạch Tô thua trận mà buồn. Hai, khác với vẻ u sầu của cậu ta, La Tát Mỹ Á đã mở livestream, chọn kết nối biết với Bạch Tô. Chức năng kết nối biết của nền tảng này, hai người sẽ giống như đang gọi video, có thể nhìn thấy lẫn nhau. Thời gian kết nối là 3 phút. Trong vòng 3 phút, bên nào có số lượng người xem, số lượng quà tặng và số lượng lượt thích cao hơn, bên đó sẽ chiến thắng. La Tát Mỹ Á có lợi thế tự nhiên trong cơ chế phòng khám này. Vì chỉ cần cô ta cất giọng hát mê hoặc đặc trưng của người cá sẽ truyền đến tai tất cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, ảnh hưởng đến tâm trí và phán đoán của họ. Đây cũng là lý do tại sao cô ta dám mạnh miệng đối đầu trực tiếp với Bạch Tô. La Tát Mỹ Á nhìn chằm chằm vào ống kính, mỉm cười nói, cô Bạch, chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp hát rồi đấy. Một tháng mới bắt đầu rồi. Bạch Tô mím môi, ánh mắt dường như vô tình liếc nhìn ống kính, nhưng thực chất là đang nhìn Lệ Trầm Lâm ở phía sau thiết bị thông qua ống kính. Theo tiếng hát của La Tát Mỹ Á vang lên, hầu như tất cả những ai nghe thấy tiếng hát của người cá đều bắt đầu lộ ra vẻ say mê. Mọi người như bị ma xui quỷ khiến, từ phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Tô chuyển sang phòng phát sóng trực tiếp của La Tát Mỹ Á. Giọng hát của cô ta như mang hiệu ứng 3D vòm, dễ dàng đưa họ vào khung cảnh. Dần dần, mọi người phía sau màn hình nhìn chằm chằm La Tát Mỹ Á trong ống kính, ánh mắt dần lộ ra vẻ cuồng nhiệt mê muội. A, tôi vì La Tát Mỹ Á mà đập đầu vào tường. Quá đẹp, tôi sắp nghẹt thở rồi, La Tát Mỹ Á điện hạ. Tôi có thể hiến dâng tất cả cho người, bao gồm cả mạng sống của tôi. La Tát Mỹ Á điện hạ, người là thần của tôi, là thần duy nhất của tôi. La Tát Mỹ Á điện hạ, xin người, hát thêm một bài nữa đi. Tôi thề, chỉ một bài thôi, tôi sẽ không nghe nữa, chỉ một bài thôi. Xin người, bây giờ tôi cảm thấy như có kiến bò khắp người, không nghe thấy tiếng hát của người tôi sẽ chết ngay lập tức. La Tát Mỹ Á điện hạ, người chính là thú thần phái xuống để cứu vớt thế giới phải không? Không được rồi, tôi phải thở oxy, tôi thực sự sắp ngất xỉu rồi. La Tát Mỹ Á điện hạ, người quá mê hoặc tôi. Lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Tô sau khi La Tát Mỹ Á bắt đầu hát đã giảm với tốc độ ổn định 1 vạn người mỗi giây. Cho đến bây giờ, chỉ còn lại lác đác vài người treo máy. La Tát Mỹ Á đắc ý nhìn Bạch Tô, cô Bạch, cô thấy thế nào? Bạch Tô liếc nhìn đồng hồ, còn 30 giây. La Tát Mỹ Á mỉm cười gật đầu, đúng vậy, còn 30 giây nữa cô sẽ thua. Quả nhiên người Tuyết Quốc các cô vẫn chưa được thấy gì tốt đẹp. Việc tôi hạ thấp cấp bậc như vậy, đối với cô quả thực có chút không công bằng. Bạch Tô lại liếc nhìn Lệ Trầm Lâm phía sau ống kính. Lệ Trầm Lâm khích lệ gật đầu với cô. Bạch Tô hít sâu một hơi, nhìn vào ống kính. Người dân hải tộc, mọi người có thể giúp tôi không? Hãy giúp tôi chiến thắng trận đấu này. Nói xong, cô có chút căng thẳng nhìn màn hình phòng phát sóng trực tiếp. Hy vọng Lệ Trầm Lâm không lừa cô. Trong ống kính vang lên tiếng cười nhạo của La Tát Mỹ Á. Một lúc sau, lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Tô đột nhiên tăng vọt. Phục hồi đến 10 vạn, 50 vạn, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 10 triệu, thậm chí còn đang tăng lên. La Tát Mỹ Á và Million không thể tin được nhìn tay mình, không tự chủ được click vào phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Tô, bắt đầu tặng quà điên cuồng cho cô. 1.000 các Navan trôi qua, 5.000 các Navan trôi qua, 1 vạn các Navan trôi qua, 5 vạn các Navan trôi qua. Bạch Tô nhìn thấy La Tát Mỹ Á và Million cũng gia nhập đội ngũ tặng quà, trên đầu không khỏi hiện lên 3 dấu hỏi chấm. Chết tiệt, Tô thần của tôi đứng dậy rồi. Cái quỷ gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Tô đột nhiên tăng vọt lượng người xem, vượt qua rồi. Chỉ trong vòng 10 giây, lại lật ngược tình thế một cách kinh ngạc, vượt qua lượng người xem của La Tát Mỹ Á. Không phải chứ, ngay cả La Tát Mỹ Á cũng chạy đến tặng quà, cô ta muốn làm gì? Con cá này có phải tặng nhầm phòng phát sóng trực tiếp rồi không? Thấy mình sắp thua, sợ thua,
vội vàng tặng quà, kết quả lại tặng nhầm. La Tát Mi Á tặng nhầm, vậy Million Điện Hạ cũng tặng nhầm. 5 giây đếm ngược cuối cùng kết thúc, lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Tô dẫn đầu, bỏ xa phòng phát sóng trực tiếp của La Tát Mi Á, hơn gấp đôi. Các blogger hóng chuyện trong phòng phát sóng trực tiếp đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra tiếng hét và reo hò. Thực khách trong nhà hàng reo hò, cả con phố lớn đều tràn ngập tiếng reo hò. Trận đấu này có quá nhiều người xem, dù sao từ xưa đến nay, những màn xé nhau của người đẹp đều tự mang theo lượng truy cập. Bạch Tô chiến thắng một cách khó hiểu, cô chỉ đơn giản nói một câu, vậy mà lại dễ dàng chiến thắng như vậy. La Tát Mi Á khi phản ứng lại, mặt mày xanh mét, Bạch Tô, cô đang sỉ nhục ai đấy? Không trách Bạch Tô cả tuần nay đều bình tĩnh như vậy. Không trách cô ta tỏ vẻ thờ ơ, như thể thắng thua đều không quan tâm. Không trách cô ta ngoài việc nhận lời thách đấu, không chịu đáp trả bất kỳ lời khiêu khích nào của cô ta. Hóa ra là đang đợi ở đây. Người Tuyết Quốc thật gian xảo, fan của cô ta cũng gian xảo, cô ta cũng gian xảo. Cố ý tạo ra tình huống cô ta nhất định sẽ thắng để cô ta lơ là cảnh giác, sau đó lật ngược tình thế trong 30 giây cuối cùng để cô ta thua thảm hại, mất hết mặt mũi. Bạch Tô cũng không ngờ kết quả lại như vậy. Cô có chút ngạc nhiên nhìn Lệ Trầm Lâm, nóng lòng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Bạch Tô không để ý đến tiếng la hét của La Tát Mi Á, tắt livestream, đi vòng ra trước mặt Lệ Trầm Lâm, chuyện này là sao? Tại sao sau khi em nói câu đó, lại thực sự chiến thắng? Nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp của em là từ đâu ra? Anh mua thủy quân à? Lệ Trầm Lâm bật cười, tất nhiên là không, chỉ là Toto may mắn thôi. Anh không định nói cho Bạch Tô biết bí mật về chiếc chìa khóa, bởi vì cô đã ký kết giao ước với chiếc chìa khóa, trở thành chủ nhân của biển cả. Mỗi lời nói của cô, đối với người dân hải tộc mà nói, đều là thánh chỉ. Ngay cả giống cái cấp bậc như La Tát Mi Á, sau khi nghe thấy lời nói của cô, cũng sẽ không tự chủ được chạy đến phòng phát sóng trực tiếp của cô tặng quà, giúp cô chiến thắng trận đấu. Hơn nữa, dân số hải tộc còn nhiều hơn cư dân trên đất liền gấp 3 lần. Loại thách đấu độ nổi tiếng này, La Tát Mi Á dám khiêu khích Bạch Tô, chính là tự tìm đường chết. Cho dù tất cả mọi người trên đất liền đều bị giọng hát của La Tát Mi Á mê hoặc lựa chọn ủng hộ cô ta, thì vẫn sẽ có hơn 3 lần số lượng người dân hải tộc giúp đỡ Bạch Tô. Chỉ cần cô lên tiếng. Vì vậy, ngay từ đầu, Lệ Trầm Lâm đã biết La Tát Mi Á không thể nào thắng. Bộ tư lệnh. Ba đứa nhỏ nhìn thấy buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sói con gọi điện cho trợ lý, hủy bỏ nhiệm vụ ám sát công chúa người cá. Vâng, hội trưởng. Rắn con có chút tiếc nuối lắc đầu, mặc dù biết mẹ nhất định sẽ thắng, nhưng không thể giết người phụ nữ khiêu khích đó vẫn rất tiếc. Cũng đỡ phải chúng ta ra tay, chỉ là hơi đáng tiếc. Nhện con nhàm chán dùng tơ nhện xoay hoa trên đầu ngón tay, chơi với Ôn Tiểu Bảo bên cạnh. Sai rồi, phải xoay như thế này. 10 ngón tay của nhện con linh hoạt xoay chuyển, dễ dàng dùng tơ nhện trong tay xoay ra một nút thắt đối xứng xinh đẹp. Oa, đôi mắt to tròn của Ôn Tiểu Bảo lập tức sáng lên, anh giỏi quá. Nhện con nhếch môi, đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý, đương nhiên rồi. Rắn con tiếc nuối tặc lưỡi, thật sự đáng tiếc, nếu người chết ở Snow Country, ba thứ hai và Lệ Trầm Lâm chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Dù sao công chúa người cá cũng đã tuyên bố là vì Diệp Lý Á Tư và Lệ Trầm Lâm mà đến. Hơn nữa, nơi này lại là địa bàn của Snow Country, Lục Đình Yến sau khi xuất quan cũng sẽ có việc để làm. Trong lúc bọn họ bận rộn sứt đầu mẻ chán, ba đứa bọn họ vừa lúc nhân cơ hội mang mẹ đi. Ba đứa nhỏ đều không xem trọng người cha ruột của mình trong việc bảo vệ mẹ. Ngoài bản thân, bọn họ không tin tưởng ai cả. Bạch Tiểu Lang ngáp một cái, đá đá Bạch Tiểu Trư bên cạnh, thời gian đủ rồi chứ. Bạch Tiểu Trư không quay đầu lại, chưa đủ. Bạch Tiểu Lang giơ tay liếc nhìn đồng hồ thông minh, kéo thỏ con lại bên cạnh. Đi thôi, giờ này trường mẫu giáo chắc tan học rồi, chúng ta đưa em về nhà nhé. Ôn Tiểu Bảo lưu luyến không rời ôm lấy cánh tay Bạch Tiểu Lang. Cô bé thật sự rất thích ba người anh trai này, bọn họ vừa tốt bụng, lại còn thay phiên nhau kiên nhẫn chơi với cô bé. Còn bảo vệ cô bé ở trường. Nếu bọn họ là anh trai ruột của cô bé thì tốt biết mấy. Còn có thể tiện thể nhận thêm một dì xinh đẹp làm mẹ. Cô bé buồn bã thở dài. Bạch Tiểu Lang xoa xoa đầu nhỏ của cô bé. Em có muốn học võ thuật không? Anh có thể dạy em. Ôn Tiểu Bảo lắc đầu. Chị không cho em học. Bạch Tiểu Lang ngạc nhiên. Em còn có một người chị gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Tiểu Bảo hiện lên vẻ hoảng loạn. U, không phải, là chị gái nhà hàng xóm. Còn có ba em cũng không cho em học. Bạch Tiểu Lang cũng không ép buộc. Dù sao giống cái nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, ở nhà ai cũng đều là bảo bối quý giá, không nỡ để cô bé học võ thuật cũng là chuyện bình thường. Mấy người đưa Ôn Tiểu Bảo về nhà mới phát hiện,
Nhà cô bé vậy mà lại ở ngay đối diện nhà hàng của Bạch Tô. Ôn Tiểu Bảo nhìn thấy rèm cửa sổ lầu 2 kéo kín, liền biết trong nhà có người. Cô bé vội vàng quay đầu nói với ba người anh trai, em về đến nhà rồi, cảm ơn các anh, em tự vào được rồi. Bạch Tiểu Lang gật đầu, nhìn cô bé đi vào. Ngày hôm sau, công chúa người cá không cam lòng, lại một lần nữa quay trở lại. Cô ta đích thân đến nhà hàng, chỉ đích danh muốn tìm Bạch Tô. Bạch Tô đang livestream nấu ăn, không thèm để ý đến cô ta. Diêm Tinh Nhã có chút khó xử nhìn Bạch Tô, phải làm sao đây? Người ta đã tìm đến tận nhà hàng rồi, cô ta là công chúa, lại là giống cái, chúng ta cũng không thể đuổi người ta đi được. Bạch Tô, nếu cô ta gọi món, thì cứ tiếp đón bình thường, không gọi món thì đuổi ra ngoài, cứng rắn một chút cũng không sao. Diêm Tinh Nhã có chút không chắc chắn, như vậy có được không? Dù sao cũng là khách nước ngoài đến thăm, nếu bị đối xử bất lịch sự ở nhà hàng của bọn họ, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước sao? Bạch Tô gật đầu, yên tâm đi, không sao đâu. Đối phương là công chúa người cá, cô còn là công tước Tuyết Quốc đấy. Việc khiêu khích trước đó cô đã nhận lời, đã là rất lịch sự rồi. Nếu đối phương quá đáng, cô cũng không cần phải tỏ ra quá nhu nhược, kẻo làm mất mặt Lục Đình Yến. Sau lưng cô cũng không phải không có ai chống lưng. Công chúa người cá ngồi ở quầy bar, gõ gõ bàn một cách mất kiên nhẫn, người đâu? Thực khách bốn phương tám hướng đều không nhịn được bị nhan sắc xinh đẹp như tiên nữ của cô ta thu hút, lặng lẽ chú ý đến động tĩnh bên này. Dù sao ai mà chẳng thích ngắm người đẹp. Nhân viên phục vụ bên cạnh vội vàng tiến lên chào hỏi. Xin chào, xin hỏi có gì cần phục vụ ạ? La Tát Mỹ Á không thể tin được nhìn nhân viên phục vụ. Các cô là giống cái, vậy mà lại bưng bê dọn dẹp trong nhà hàng. Thật là mất mặt giống cái. Nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ cứng đờ. Diêm Tinh Nhã kịp thời đi ra, ra hiệu cho nhân viên phục vụ lui xuống, tự mình tiến lên, xin hỏi có gì cần phục vụ ạ? La Tát Mỹ Á nhìn thấy cô ăn mặc sang trọng, tinh tế, đoán cô không phải người thường, sắc mặt kiêu ngạo cũng dịu đi một chút, tôi đến tìm ông chủ của các cô. Diêm Tinh Nhã mỉm cười, tôi chính là ông chủ. La Tát Mỹ Á cau mày khó chịu, tôi muốn tìm ông chủ Bạch Tô của các cô, không phải cô. Cô ta rất không thích vẻ mặt giả tạo của Diêm Tinh Nhã. Sự thù địch giữa các giống cái với nhau đặc biệt nhạy cảm. Cô ta khó chịu nói, cô là ai? Gặp công chúa ta tại sao không hành lễ? Diêm Tinh Nhã hít sâu một hơi, theo tính cách nóng nảy của cô trước đây, đã sớm xắn tay áo lên đánh nhau với đối phương rồi. Nhưng sau nhiều ngày quản lý nhà hàng, tính khí của cô đã được mài giũa đi rất nhiều. Diêm Tinh Nhã nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, xin lỗi, đây là Snow Country, theo công ước quốc tế, người hải tộc các người đến lãnh thổ Tuyết Quốc của chúng tôi cần phải tuân theo chế độ của đất nước chúng tôi. Các người cũng biết, Tuyết Quốc của chúng tôi dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh đang phát triển vượt bậc, loại chế độ lễ giáo phong kiến tàn dư đó đã bị bãi bỏ từ lâu rồi. Dù sao cũng không ai là tàn dư phong kiến, người rừng rú hẻo lánh cả. La Tát Mỹ Á lập tức xa sầm mặt mày, cô dám ám chỉ đất nước chúng tôi là người rừng rú hẻo lánh. Diêm Tinh Nhã ngạc nhiên nhìn cô ta, không có mà. Sao cô lại nghĩ như vậy? Cả thế giới đều biết các cô là cá mà. La Tát Mỹ Á tức giận đến mức đập bàn, báo tên ra cho ta, dân đen vô lễ. Diêm Tinh Nhã ưỡn ngực tự hào, con gái của thủ lĩnh chi nhánh sư thú nhân, Diêm Tinh Nhã, hoan nghênh đến thăm bộ lạc của chúng tôi bất cứ lúc nào. La Tát Mỹ Á nghe vậy, ánh mắt lúc sáng lúc tối, một lúc sau mới nói, dù sao ta cũng không phải đến tìm cô, gọi Bạch Tô ra đây. Diêm Tinh Nhã, xin lỗi, nhà hàng chúng tôi rất bận, nếu cô không phải đến để dùng bữa, xin mời rời đi, đừng chiếm chỗ của người khác. La Tát Mỹ Á sốt ruột, tôi chính là đến tìm Bạch Tô, nói vài câu rồi đi ngay. Cô ta tức giận nói, Bạch Tô không ra, tôi sẽ gây sự đấy. Bạch Tô bận rộn xong, lúc này mới mang theo thiết bị livestream ra ngoài. La Tát Mỹ Á tiểu thư, tôi đang làm việc, rất bận, có chuyện gì cô có thể đợi tôi tan làm rồi nói sau được không? La Tát Mỹ Á nhìn thấy cô, mắt sáng lên, vội vàng chạy tới, trận biết hôm qua không tính, thứ bảy tuần này chúng ta đấu lại. Bạch Tô khóe miệng giật giật, tôi không rảnh chơi trò trẻ con với cô. La Tát Mỹ Á nắm lấy tay cô, 3 ván 2 thắng, chúng ta mới đấu 1 ván. Bạch Tô nhìn chằm chằm cô ta, cô thật sự rất rảnh rỗi. Trận biết hôm qua, cho dù không có Lệ Trầm Lâm giúp đỡ, cô cũng sẽ không thua. Vì trong hệ thống cửa hàng của cô còn một đống kim xảo chưa lấy ra. Con cá này có vẻ là kẻ cứng đầu, không dễ đuổi đi. Bạch Tô nheo mắt, như vậy đi, hôm nay nói rõ ràng một lần, cô muốn so tài cái gì? So tài bao nhiêu ván? Nói ra hết một lượt đi. La Tát Mỹ Á không ngờ cô lại đột nhiên cứng rắn như vậy. Nhướng mày, cô sẽ không đào hố chờ tôi đấy chứ. Hôm nay không giải quyết,
Sau này cũng đừng đến tìm tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi trò trẻ con với cô. La Tát Mỹ Á nghe vậy, vội vàng nắm lấy cánh tay cô. Được rồi, nói thì nói. Cảm giác mềm mại mịn màng dưới tay khiến cô ta không khỏi sững người, nghi ngờ tiến lại gần. Bạch Tô, làm gì vậy? La Tát Mỹ Á sờ soạng cánh tay cô. Ồ, không có gì, không được sờ sao. Bạch Tô. La Tát Mỹ Á quyến rũ vuốt tóc. Như vậy đi, tôi vẫn chưa nghĩ ra muốn so tài gì với cô. Cô cho tôi 2 ngày, tôi nghĩ xong sẽ đến nói với cô. Bạch Tô. Ừ. La Tát Mỹ Á lúc này mới hài lòng một chút. Cô ta xoay người, uốn éo eo thon muốn rời đi, thì nhìn thấy Lệ Trầm Lâm đang bước vào cửa. Lệ Trầm Lâm chạm mặt cô ta, im lặng. La Tát Mỹ Á cũng im lặng. Một lúc sau, cô ta cau mày, sao anh còn thấp hơn cả tôi? Dáng người của La Tát Mỹ Á cao hơn 1m9, duỗi thẳng ra gần 2 mét. Còn Lệ Trầm Lâm ở dạng người chỉ cao khoảng 1m8, chưa đến 1m9. Lệ Trầm Lâm. La Tát Mỹ Á bực bội tặc lưỡi một tiếng, thôi, cũng chẳng khác gì nhau. Cô ta xoay người muốn đi. Lệ Trầm Lâm hiện nguyên hình rắn, dùng đuôi quật cô ta ra đường lớn trước cửa nhà hàng, ưỡn bụng rắn, cao cao tại thượng nhìn cô ta. Cô là cái thá gì, cũng dám nghi ngờ tôi. Lệ Trầm Lâm ở dạng rắn, thân dài 10 mấy mét, bỏ xa La Tát Mỹ Á mấy con phố. Diêm Tinh Nhã ở quầy ba suýt chút nữa ngất xỉu. Sau khi nhìn thấy Lệ Trầm Lâm ngoan ngoãn như mèo con trước mặt Bạch Tô, cô suýt chút nữa quên mất đây là thủ lĩnh hắc đạo khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật trên trường quốc tế. Các thực khách cũng đều sợ hãi, vội vàng ôm đầu chạy trốn dưới gầm bàn, kinh hoàng nhìn Lệ Trầm Lâm đang nổi giận. Người đi đường trên phố hét lên rồi vội vàng chạy xa. Áp lực tinh thần đặc trưng của thú nhân rắn cấp 9, Lệ Trầm Lâm, ngay lập tức bao phủ toàn bộ khu vực, bầu trời cũng trở nên âm u, tạo cho người ta cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Hiện trường im lặng như tờ, không ai dám phát ra một tiếng động nào, sợ sẽ thu hút sự chú ý của Lệ Trầm Lâm, cũng bị một đuôi quật mạnh xuống đất. Lệ Trầm Lâm, đừng hung dữ với con gái như vậy. Giọng nói trong trẻo và du dương đặc trưng của thiếu nữ vang lên, như tiếng trời, phá vỡ bầu không khí u ám áp bức. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tô đang day chán, vẻ mặt đau đầu nhìn con rắn lớn ở cửa. Con rắn lớn ở cửa ngay lập tức ngoan ngoãn, biến trở lại hình dạng thú nhân, có chút ủy khuất đứng bên cạnh hố lớn nhìn Bạch Tô, nhưng cô ta nói em lùn. Mọi người, anh còn ủy khuất à? Công chúa người cá đã bị đập xuống đất, thoi thóp rồi kìa. Bạch Tô, tôi không chê anh. Một câu nói, hoàn toàn xua tan bầu không khí u ám tại hiện trường. Lệ Trầm Lâm ngay lập tức chuyển từ âm u sang trời quang mây tạnh, khóe miệng nhếch lên không kìm được, vui vẻ đến bên cạnh Bạch Tô, cùng nhau vào bếp. Tô Tô em tốt quá. Thực ra anh không hề lùn đúng không? Mọi người, hóa ra rắn cũng có hai bộ mặt à? La Tát Mỹ Á, vậy là không ai quan tâm đến sống chết của tôi sao? Lệ Trầm Lâm, không ai có thể bôi nhọ tôi trước mặt Tô Tô, không một ai. La Tát Mỹ Á giơ ngón giữa với anh một cách thân thiện. Bên trong cửa hàng tạp hóa đối diện nhà hàng, Ôn Lan âm trầm nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong nhà hàng đối diện. Bạch Tô vậy mà lại có quan hệ tốt như vậy với con rắn đó. Hừ, hắn sớm nên đoán ra. Lệ Trầm Lâm đáng chết. Sao chỗ nào cũng có hắn? Ôn Đại Bảo ở bên cạnh ngáp một cái. Ba, ngay cả hắn ta cũng có thể ăn cơm do Bạch Tô nấu mỗi ngày. Ba đúng là kém cỏi quá đấy. Ôn Lan tức giận đến mức bật cười. Tôi kém cỏi. Ôn Đại Bảo xòe tay. Chứ sao nữa? Tôi chỉ là không muốn ăn thôi. Muốn ăn thì tôi đã ăn từ lâu rồi. Ồ, con ồ cái gì? Bớt dùng mấy trò khích tướng với ba con đi, không có tác dụng đâu. Ôn Đại Bảo thở dài một tiếng, tối hôm đó, Tiểu Bảo còn ôm con hỏi, có muốn có mẹ hay không? Ôn Lan cứng đờ. Trên mặt Ôn Đại Bảo lộ ra vẻ buồn bã, con chỉ có thể một lần nữa đóng vai mẹ hát ru cho nó ngủ, em gái tội nghiệp của con, từ nhỏ đã không được hưởng sự ấm áp của mẹ. Nó thậm chí còn không biết thức ăn mà nó thèm muốn mỗi ngày thực ra là do mẹ đích thân làm, là hương vị của mẹ. Nếu ba của chúng ta chịu hạ mình đi học nấu ăn, thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ xíu của Tiểu Bảo, để hai chị em sinh đôi đáng thương mỗi ngày đều được ăn cơm ngon, thì tốt biết mấy. Ôn Lan. Ôn Đại Bảo liếc nhìn hắn, ba thấy có đúng không? Ôn Lan nghiến răng nghiến lợi, biết rồi, ngày mai ta đi bái sư. Ôn Đại Bảo hài lòng, không quên dặn dò, bái sư thì bái sư, đừng có làm chuyện mờ ám đấy. Ôn Lan trợn trắng mắt, xoay người lên lầu. Ngày hôm sau, La Tát Mỹ Á liền liệt kê ra các hạng mục thi đấu. Vòng thi thứ hai là thi hát, kết quả cuối cùng không do khán giả quyết định, mà do tất cả những người già trên 80 tuổi ở đế đô quyết định. Thú nhân nam giới trên 80 tuổi, mỗi người 1 điểm, thú nhân nữ giới khoảng 60 tuổi, mỗi người 50 điểm,
cứ tăng thêm một tuổi, điểm số lại nhân đôi. Ai có thể giành được nhiều phiếu bầu của người già hơn, người đó sẽ chiến thắng. Cô ta không sử dụng năng lực thiên phú của tộc người cá, thi đấu công bằng với Bạch Tô. Vòng thi thứ ba, hai người sử dụng trò chơi bắn súng sinh tồn, đấu đơn biết, thắng thua dựa vào kết quả trò chơi. Bạch Tô không cần suy nghĩ, đồng ý, được. Lúc cô đồng ý, đang phát sóng trực tiếp. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không bình tĩnh, không phải chứ, chủ tiệm quá liều lĩnh rồi đấy. Tuy tự tin là điều tốt, nhưng đi so tài hát với người cá, chẳng phải là chắc chắn thua sao. Không hiểu sao lại nhận lời thi đấu, đã thắng một ván rồi, thực ra cũng đủ rồi, không cần phải tiếp tục chơi đùa với công chúa người cá nữa chứ. Đúng vậy, cơ hội chiến thắng tốt như vậy, bây giờ lại muốn dâng lên để thua một ván mới cam tâm sao. Hơn nữa còn nói khán giả không được chấm điểm, phải để ông già chấm điểm. Ý gì đây? Người ở trên còn không hiểu sao, ở đế đô có mấy người già trên 80 tuổi. Chẳng phải đều là người của gia tộc Lang Dần sao? Mà gia tộc Lang Dần và hải tộc đời đời kết giao, dự án biển sâu hợp tác nhiều không kể xiết. Chẳng phải thức ăn của Toto còn chữa khỏi bệnh giang mai sao? Chắc là không đến mức đó chứ. Một bệnh giang mai có thể so sánh được với mấy chục dự án biển sâu đã được thúc đẩy mấy chục năm sao? Cho dù bệnh giang mai có tiến triển tốt, nhưng những dự án khác đã được nghiên cứu mấy chục năm rồi, không thể vì Bạch Tô mà đắc tội với tộc người cá. Lần này chủ tiệm thực sự nguy hiểm rồi. Không nên nhận lời thi đấu. Quá liều lĩnh, tôi có thể tưởng tượng ra sau khi thua trận, Toto sẽ bị cư dân mạng mắng chửi thành cái dạng gì. Diêm Tinh Nhã cũng có chút lo lắng. Toto, cậu nói xem cậu để ý đến cô ta làm gì. Còn để cô ta tự ý đặt ra nội dung thi đấu, giờ thì hay rồi, đều là những thứ cô ta giỏi. Cậu có biết chơi game không? Bạch Tô nhếch môi, không biết. Diêm Tinh Nhã muốn khóc, vậy mà cậu còn bình tĩnh như vậy. Cô ấy hít sâu một hơi, thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng là chị em tốt, cùng lắm thì tôi sẽ bị mắng cùng cậu. Bích Nguyệt không biết từ đâu chui ra, nhìn chằm chằm hai người, nếu thua thì có thể đến quán ba trai đẹp của tôi giải sầu, chỉ cần các cô giúp quảng cáo miễn phí, không lấy tiền, muốn chọn ai cũng được. Diêm Tinh Nhã kinh hãi, cậu thật sự dám làm buôn bán mại dâm. Bích Nguyệt nổi giận, ai làm buôn bán mại dâm, của tôi là nghệ thuật. Các chàng trai ở quán bar của tôi bán nghệ không bán thân, chỉ để trò chuyện. Các cô bỏ tiền, bọn họ cung cấp giá trị tinh thần, sao lại là buôn bán mại dâm? Bạch Tô háng giọng, trên mặt hiện lên vẻ chột dạ. Nói đến chuyện này, cô cũng có góp vốn vào quán bar này. Chỉ là sau khi bị Lục Đình Yến cảnh cáo lần trước, cô có chút sợ hãi, gần đây không dám công khai gặp Bích Nguyệt. Thứ bảy, trận đấu nảy lửa lại một lần nữa được bắt đầu. Cả mạng đều đang chú ý đến trận đấu của hai người. Dù sao ai mà chẳng thích xem mỹ nữ đấu đá. Còn lý do tại sao lại tranh giành nhau đã không còn quan trọng nữa. La Tát Mỹ Á hôm nay đã chơi lớn, chọn ra chiếc váy đẹp nhất của mình, chăm sóc tóc trước, trang điểm theo phong cách ngọc trai của người cá biển sâu, cả người đẹp như một bức tượng nghệ thuật. Bên kia, Bạch Tô vẫn ăn mặc như thường ngày đi làm, cười tủm tỉm nhìn ống kính, mặc dù đã là mẹ của mấy đứa trẻ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn non nớt đến mức có thể véo ra nước. Đôi mắt trong veo như được rửa sạch bằng nước cứ thế nhìn chằm chằm vào ống kính, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến dòng suối dưới ánh trăng, trong veo đến mức khiến người ta không nhịn được mà yêu mến. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra, ban đầu họ chú ý đến Bạch Tô, thực ra không phải vì đồ ăn, mà là vì khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khác với vẻ đẹp nhạt nhòa thanh tao của những người khác, dựa vào khuôn mặt 3D lập thể thanh thuần giống búp bê, cô đã vượt lên trên đám đông. Rất nhiều người theo dõi cô thậm chí đến nay còn chưa đến nhà hàng của cô ăn cơm. La Tát Mỹ Á đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý, Bạch Tô, để đảm bảo công bằng, tôi sẽ hát trước, kẻo người ta nói tôi ỷ vào lợi thế mà bắt nạt cô. Bạch Tô, sao cũng được. Trước ống kính, ngoài những người xem thi đấu, còn có Diệp Lý Á Tư ở phòng nghiên cứu, Lệ Trầm Lâm đang tuần tra bảo vệ bên ngoài nhà hàng, Ôn Lan ở cửa hàng tạp hóa và các đứa nhỏ. Ở trường học, Ôn Tiểu Bảo có chút lo lắng nhìn màn hình livestream, gì có thể thắng không? Bạch Tiểu Lang, không thể. Bạch Tiểu Xà, chắc chắn thua. Bạch Tiểu Trư, đừng có mơ. Ôn Tiểu Bảo khó hiểu, tại sao? Các anh không có chút tin tưởng nào vào gì sao? Sao có thể như vậy? Cô bé có chút tức giận không rõ lý do. Cô bé rất tin tưởng dì xinh đẹp, sao các con của dì ấy lại có thể không tin tưởng dì ấy như vậy? Bạch Tiểu Lang nhớ lại nỗi sợ hãi bị bài hát du kinh dị nửa đêm chi phối, gân xanh trên trán nổi lên, không vì sao cả. Bạch Tiểu Xà, có lẽ em đã từng nghe qua người hát du thành nhạc nền phim kinh dị chưa? Bạch Tiểu Trư, cô ấy từng ngủ lại bệnh viện để dỗ dành anh ngủ, nửa đêm làm tỉnh giấc cả phòng bệnh, các y tá dỗ dành 3 tiếng đồng hồ mới được. Ôn Tiểu Bảo,
sao lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ như vậy? Bạch Tô, những thứ khác không dám đảm bảo, nhưng hát du thì tôi rất giỏi. Cuộc thi chính thức bắt đầu. La Tát Mi Á khẽ nhếch môi, ánh mắt hơi cụp xuống, từ cổ họng phát ra một tiếng ngân nga cực kỳ mượt mà và thanh thoát. Gần như ngay lập tức, đưa tất cả mọi người vào bầu không khí của biển sâu. Họ như đang ở dưới đáy biển, có thể cảm nhận được dòng nước ấm áp nhẹ nhàng lay động cơ thể, khiến họ không khỏi thả lỏng, đắm chìm vào đó, bên tai dường như còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Một khúc nhạc kết thúc, hầu như tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng hát mê hoặc của người cá, hồi lâu không thể hoàn hồn. La Tát Mi Á đắc ý nhìn Bạch Tô, tôi không hề dùng dị năng đâu, cô chỉ cần hát một bài đơn giản nhất là được rồi, không cần phải thử thách độ khó như tôi. Bạch Tô sử dụng đạo cụ giọng hát thiên lại, hít sâu một hơi, nhìn vào ống kính, tôi không biết nhiều bài hát, hát cho mọi người nghe một bài hát du nhé, tôi thường hát cho các con trai nghe. Ở trường học, Bạch Tiểu Lang đã che tai Ôn Tiểu Bảo trước. Mấy đứa nhỏ hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng chuẩn bị tâm lý xong. Bạch Tiểu Lang, chuẩn bị xong chưa? Bạch Tiểu Trư gật đầu, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần có người dám sỉ nhục mẹ trên mạng, sẽ bị dữ liệu ghi lại, khóa tài khoản. Bạch Tiểu Xà cũng nói, bên em cũng chuẩn bị xong rồi, xem ai dám tấn công cá nhân, em sẽ trực tiếp tra IP theo đường link, truy tìm đến tận nơi. Bạch Tô hắng giọng, từ từ cất tiếng hát. Đạo cụ giọng hát thiên liên bắt đầu phát huy tác dụng. Bạch Tô nhẹ nhàng ngân nga bài hát du, tưởng tượng mình đang dỗ dành con ngủ. Gần như ngay khi âm thanh đầu tiên phát ra, La Tát Mi Á đã không thể tin được trợn to mắt, sao có thể như vậy? Màn hình gần như trống trơn ngay lập tức, bắt đầu không hiển thị bình luận. Nếu không phải góc trên bên phải vẫn hiển thị hàng triệu người xem, Bạch Tô gần như cho rằng mình bị mất mạng. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng, gần như nín thở. Đáy mắt Diệp Lý Á Tư lóe lên tia cuồng nhiệt, đắc ý liếc nhìn những ông lão trong phòng nghiên cứu. Ôn Lan nhìn chằm chằm vào Bạch Tô trên màn hình livestream, trầm ngâm suy nghĩ. Ôn Đại Bảo cũng ngây người nhìn Bạch Tô trên màn hình, đáy mắt mang theo vẻ mờ mịt và một loại cảm xúc không tên. Lệ Trầm Lâm nằm trên nóc nhà hàng, yên lặng lắng nghe tiếng hát của Bạch Tô, trái tim mềm nhũn như tan chảy. Trong trường học, bốn đứa nhỏ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Bạch Tô trên màn hình, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Một khúc nhạc kết thúc, cuối cùng cũng có người từ từ hoàn hồn trên màn hình. Cái đệt, thế này mà thua được. Ai vừa mới không xem trọng Tô Thần của tôi, mau ra đây cho bà. Không biết tại sao, tôi nghe công chúa người cá hát chỉ thấy hay, nghe Tô Thần hát lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Tôi cũng vậy, hu 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 tôi nhớ mẹ tôi rồi. Tôi mới hoàn hồn lại. Có thể hát lại một lần nữa không, Tô Thần? Tô Môn muôn năm. Đúng vậy, tôi là fan của Bạch Tô, chỉnh lại cổ áo, ngẩng đầu ưỡn ngực, từ từ đứng dậy. Ân tứ của thần là gì? Đây mới chính là ân tứ của thần. Ai hiểu chứ? Tôi, một nam sinh viên mèo thú nhân thanh thuần 1m9, cơ ngực săn chắc, cơ bụng 8 múi, bền bỉ một tiếng, tốt bụng dịu dàng thích trẻ con, chu đáo, lại nghe đến mức nước mắt lưng tròng. Người ở trên, không ai hỏi vóc dáng của cậu. Nếu có thể để tôi trở thành chồng thứ ba của Bạch Tô, cho dù ngày nào cũng phải ôm trái ôm phải ăn 3 bữa cơm do Bạch Tô nấu, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Totoko là thần của tôi, may mà tôi đã quay video lại, đang lặp đi lặp lại không ngừng. Công chúa người cá hát có cảm giác phô trương kỹ thuật, như thể đang nói, nghe xem bà đây giỏi đến mức nào. Nhưng Toto hát lại khiến tôi thực sự nhớ lại cảnh tượng hồi nhỏ được mẹ dỗ dành đi ngủ, thật sự quá rung động. Trước mặt tình cảm chân thành, bất kỳ kỹ thuật nào cũng đều trở nên nhạt nhòa. Sắc mặt La Tát Mi Á lúc xanh lúc trắng, một lúc lâu sau mới nói, được rồi, bây giờ nên đi tìm người chấm điểm rồi. Một tiếng sau, chúng ta sẽ xem ai giành được nhiều điểm hơn, sau đó quyết định thắng thua. Lời cư dân mạng nói không tính đâu. Hai người cần cầm theo ống kính livestream đi tìm người già chấm điểm khắp đế đô. Số lượng người già trên 80 tuổi không nhiều, cơ bản đều tập trung ở những người đứng đầu. Bạch Tô và La Tát Mi Á gần như đồng thời đến bộ lạc gấu thú nhân. La Tát Mi Á vô cùng tự tin, Tất Hà của tộc gấu nhất định sẽ bỏ phiếu cho cô ta, vì năm đó cô ta đã cứu mạng Tất Hà. La Tát Mi Á chạy vào văn phòng của Tất Hà trước Bạch Tô, nói rõ mục đích đến. Màn hình livestream của Bạch Tô. Chủ tiệm mau lên. Không thể để công chúa người cá giành trước, cô ta lấy mất phiếu thì cô không còn nữa. Công chúa người cá quá gian xảo, cô ta cố ý chạy cùng hướng với chủ tiệm, giành trước xin phiếu. Bạch Tô đẩy cửa đi vào, Tất Hà đang khó xử nhìn La Tát Mi Á. Công chúa nhỏ, không phải tôi không muốn cho cô phiếu, mà là phiếu này tôi nhất định phải cho cô Bạch Tô. Không, không ai uy hiếp tôi, là tôi thực lòng muốn cho cô ấy.
Tôi biết cô đã cứu mạng tôi nên báo ân, nhưng cô Bạch Tô đã cứu tất cả những cựu chiến binh tàn tật của bộ lạc gấu thú nhân chúng tôi, chữa khỏi bệnh tật cho họ, để họ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tôi có thể dùng cách khác để báo ân cho cô, nhưng bỏ phiếu cho cô Bạch Tô là ý nguyện của tất cả người dân bộ lạc gấu thú nhân chúng tôi. Tôi không thể vì trả ơn riêng mình mà trái với ý nguyện của người dân. Tất Hà vừa lúc nhìn thấy Bạch Tô đi vào, trực tiếp đưa phiếu cho cô. La Tát Mỹ Á tức giận đến mức dậm chân. Bạch Tô nhận được một phiếu, xoay người đi đến bộ lạc sư thú nhân. La Tát Mỹ Á không tin tà, lại tiếp tục chạy đến chỗ Diêm Hoàng Ích. Khi Bạch Tô đến nơi, Diêm Hoàng Ích đang ra sức che giấu phiếu bầu, không cho La Tát Mỹ Á cướp. Công chúa nhỏ, thực sự không được, phiếu này tôi nhất định phải cho Bạch Tô. Cô ấy đã có ơn lớn với gia đình tôi. Cô ấy đã chữa khỏi bệnh vô sinh cho con gái tôi, cứu mạng con gái tôi. Không chỉ con gái tôi, mà những giống cái khác của bộ lạc sư thú nhân cũng vì ân huệ của cô ấy mà lần lượt mang thai. Bộ lạc sư thú nhân không cần phải dựa vào ngoại giao để tăng dân số nữa. Đây là ân huệ to lớn, tôi tuyệt đối không thể phản bội cô Bạch Tô. Lại một phiếu rơi vào tay Bạch Tô. Phòng nghiên cứu của gia tộc Langdon. La Tát Mỹ Á cuối cùng cũng tự tin trở lại. Những bộ lạc trên đất liền khác không được, nhưng gia tộc Langdon nhất định có thể. Cô ta hưng phấn xông vào. Bạch Tô theo sát phía sau. Chưa kịp vào, đã nghe thấy bên trong ồn ào náo động. Công chúa nhỏ, thực sự không được, phiếu này tôi nhất định phải cho Bạch Tô. Thức ăn của cô ấy đã mang lại tác dụng to lớn cho dự án trọng điểm của chúng tôi, còn chữa khỏi bệnh giang mai, đây là đóng góp to lớn cứu vớt giống cái toàn cầu. Đúng vậy, chúng tôi biết hải tộc cũng hợp tác với chúng tôi. Nhưng sự hợp tác của các người với chúng tôi đều là về khai thác tài nguyên biển, chủ yếu là hải tộc được lợi. Còn dự án mà cô Bạch Tô tham gia là mang lại lợi ích cho toàn cầu, không thể so sánh được. Phiếu này, chúng tôi cho cô Bạch Tô. La Tát Mỹ Á bị mời ra khỏi phòng nghiên cứu một cách lịch sự. Cô ta đứng ở cửa, tức giận đến mức suýt chút nữa bóp nát cây livestream trong tay. Bạch Tô gần như không chút hồi hộp giành được tất cả phiếu bầu. Cô đi ra khỏi phòng nghiên cứu, liền nhìn thấy La Tát Mỹ Á đang hùng hổ đứng ở cửa. Bạch Tô. La Tát Mỹ Á tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội, trừng mắt nhìn Bạch Tô, cô gian lận. Cô căn bản không thể nào giành được nhiều phiếu như vậy. Bọn họ đều đang lừa gạt, sao cô có thể giỏi như vậy? Chữa khỏi bệnh cho người tàn tật, chữa khỏi bệnh vô sinh, chữa khỏi bệnh giang mai, đều là lừa tôi. Người trên đất liền các người cấu kết với nhau bắt nạt hải tộc chúng tôi. Bạch Tô khóe miệng giật giật, chuyện này thực sự không có. La Tát Mỹ Á tức đến phát khóc, ném máy livestream xuống đất, lao về phía Bạch Tô. Tôi đánh chết cô, con đàn bà gian lận ti tiện này, cô dám làm tôi mất mặt. Màn hình, cái thứ gì vậy, thua không nổi à? Chủ tiệm cẩn thận. Công chúa người cá này bị bệnh à? Ống kính livestream của Bạch Tô rung lắc, căn bản không nhìn rõ tình hình. Chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng hét của công chúa người cá. 10 phút sau, Bạch Tô lại xuất hiện trước ống kính, chỉnh lại ống kính livestream. Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi. Cô nhìn vào ống kính, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời, tai thỏ hơi đỏ, ngực phập phồng dữ dội, thật sự rất dễ khiến người ta suy nghĩ miên man. Cô chuyển sang camera sau, hướng vào La Tát Mỹ Á đang ngồi dưới đất. Trên mặt cô ta toàn dấu tay, mái tóc dài như rong biển rối bù như cây chổi, đồ trang sức trên người đều bị giật xuống ném đầy đất. Cả người như bị bạo hành dọa sợ, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước. Bạch Tô đưa ống kính lại gần, vỗ vỗ cô ta. Này, nói gì đi? La Tát Mỹ Á nhìn chằm chằm vào ống kính, ngẩn người một lúc, đột nhiên oa oa khóc lớn. Hu 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 hu, người trên đất liền các người đều bắt nạt tôi. Hu 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 hu, cô rõ ràng là thỏ, tại sao đánh nhau lại giỏi như vậy? Bạch Tô. Năm đó, khi cô ở trại trẻ mồ côi trên đỉnh núi một mình đánh bại mười mấy bà thím, đánh cho mấy giống cái do tiểu mễ cầm đầu phải ôm đầu chạy trốn, thì công chúa nhỏ này còn chưa biết đang ở đâu nghịch đất đấy. Màn hình suýt chút nữa cười chớt. Ha 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 cỏ, Tô thần quả nhiên là toàn năng. Cấp 2 đánh bại mấy chục người, thành tích có thể kiểm tra. Tôi tức giận cầm chổi định, quét, quét nhà. Tôi đang định xông ra ngoài bảo vệ, lại lặng lẽ ngồi trở lại ghế. Tô thần, cho đám thủy sản một chút chấn động nhỏ. Lén lút ghé vào tai công chúa người cá nói nhỏ, cô thua sạch cả quần lót rồi. Người ở trên, nhắc nhở thân thiện một chút, ca không mặc quần lót. Ha 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 ha. 3 ván 2 thắng, Bạch Tô đã thắng 2 ván. Cô ngồi xổm trước mặt công chúa người cá, có cảm giác như đang bắt nạt trẻ con. Thế nào, ngày mai còn đấu nữa không? La Tát Mỹ Á nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe vì khóc trừng mắt nhìn Bạch Tô, hít sâu một hơi,
đấu. Bạch Tô, được. Ngày hôm sau, hai người mở livestream, trực tiếp đấu game. Đây cũng là hạng mục mà La Tát Mỹ Á chọn. Cô ta đã chơi trò chơi bắn súng sinh tồn này nhiều năm, mỗi mùa đều đạt đến cấp bậc cao nhất. Cô ta cũng đã sớm nghe ngóng, Bạch Tô ngày nào cũng bận rộn nấu ăn, căn bản không biết chơi game gì. Lần này, cô ta muốn dẫm đạp Bạch Tô dưới chân, hành hạ cô trong game. La Tát Mỹ Á như đã nhìn thấy cảnh tượng mình hả hê, ngồi trước ống kính, lưng thẳng tắp. Bạch Tô mua một phần mềm hack game từ hệ thống cửa hàng, cũng ngồi trước ống kính. Màn hình, nội dung thi đấu cũng quá toàn diện rồi đấy. Trò chơi này tôi cũng chơi, độ khó rất cao, gần như không có nữ game thủ nào chơi trò chơi bắn súng đẫm máu bạo lực này. Chủ tiệm mỗi ngày hẳn là rất bận rộn, hình như không hay chơi game. Lúc Toto mới làm livestream, bộ phận PR của trò chơi này đã tìm cô ấy để quảng bá. Toto nói không hứng thú với game nên đã từ chối. Vậy nên, cô ấy thực sự không biết chơi trò chơi này. Đừng như vậy, tôi không dám xem nữa. La Tát Mỹ Á ở bên kia đã hưng phấn xoa tay. Tôi mở phòng biết mời cô vào nhé. Bạch Tô, chờ một chút. La Tát Mỹ Á thầm đắc ý. Sao vậy? Sợ rồi à? Bạch Tô, tôi vẫn đang làm nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ. Màn hình. Thôi xong, lần này chắc chắn sẽ bị đánh te tua. Không sao, Toto của chúng ta đã thắng 2 ván rồi, hôm nay thua cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Chẳng qua là bị đánh một trận trong game thôi, Toto cố lên. Không hiểu thì hỏi, rõ ràng 2 ván trước đã thắng rồi, ván cuối cùng căn bản không cần thiết phải thi đấu nữa, tại sao lại cứ muốn tự làm mất mặt, không hiểu cách làm của Bạch Tô. Giả vờ ngầu nghiện rồi, muốn giả vờ thêm một lần nữa. Tưởng người khác cũng giống cô ta chưa từng chơi game. La Tát Mỹ Á trước đây thường chơi cùng với các game thủ chuyên nghiệp, Bạch Tô đây là tự tìm ngược đãi. Ở cửa hàng tạp hóa, Ôn Đại Bảo cũng có chút căng thẳng nhìn chằm chằm vào livestream. Ôn Lan ở bên cạnh nhai đậu phộng, vẻ mặt khinh thường. Hắn đã sớm đoán được Ôn Đại Bảo sẽ xem livestream này. Con bé này là fan cuồng của trò chơi bắn súng sinh tồn, dùng tài khoản của hắn đánh lên đến đỉnh cao, hạng nhất liên minh quốc tế. Ôn Đại Bảo nhìn thấy Bạch Tô trên màn hình vẫn đang vụng về làm nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ, không nhịn được mà sốt ruột đi tới đi lui, con cá chớt tiệt đó chẳng phải là đang bắt nạt người sao? Cô ta là cao thủ đỉnh cao sao lại có mặt mũi tìm tân thủ đấu biết? Thật là mất mặt game thủ kỳ cựu chúng ta. Danh tiếng của game thủ bắn súng sinh tồn đều bị con cá chớt tiệt này phá hỏng. Ôn Lan trợn trắng mắt, cũng đâu phải con thua, con sốt ruột như vậy làm gì? Ôn Đại Bảo đột nhiên quay đầu lại, ba nói xem nếu con đi đánh giả thay ba, có thể đổi lấy một cơ hội để Bạch Tô nhận ba làm đồ đệ không? Ôn Lan khóe miệng giật giật, con bị bệnh à? Ôn Đại Bảo thở dài một hơi, ba nói xem ba là đàn ông con trai, sao lại cứng đầu như vậy? Ôn Lan vỗ một cái vào gáy cô, xem trận đấu của con đi, lắm lời. Trên màn hình livestream, khi Bạch Tô loạng choạng hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn tân thủ, fan của cô trong phòng phát sóng trực tiếp đã hoàn toàn buông xuôi. Thua thì thua thôi, một ván game, không mất mặt. Tân thủ thua cao thủ, có gì mà mất mặt? Chủ tiệm đáng thương của tôi sắp bị dạy dỗ trong game rồi. Không phải, không ai ghép đôi Tô Thần và công chúa sao? Thật sự rất cương chiều, cô ấy rõ ràng có thể trực tiếp chiến thắng trận đấu vớ vẩn này, nhưng vẫn kiên nhẫn chơi đùa với công chúa nhỏ lần cuối. Nhưng công chúa cao 2 mét lận. Tôi thích nhất là sự tương phản, càng dễ ghép đôi hơn. Bạch Tô đã quen tay rồi, hướng vào bãi tập bắn trong huấn luyện tân thủ bắn một loạt, sau đó thoát khỏi bãi tập bắn. Không ai kịp nhìn rõ loạt đạn bắn ra trên bãi tập bắn, đều chỉ xuyên qua một lỗ đạn. Vào phòng, La Tát Mỹ Á hưng phấn ngồi thẳng người, hắng giọng, cô đã biết cách chơi trò chơi này chưa? Đừng nói tôi bắt nạt cô đấy nhé. Bạch Tô, biết rồi, bắt đầu đi. Trò chơi chính thức bắt đầu. Mặc dù mọi người đều đã đoán được kết quả của trận đấu này, nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục xem. Ôn Đại Bảo cũng nín thở ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm vào trò chơi trên màn hình. Ống kính livestream chỉ có thể nhìn thấy Bạch Tô ngồi trước bàn, màn hình trò chơi được chiếu trước mặt cô, tay cầm điện tử, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau khi nhảy dù xuống máy bay theo điểm đánh dấu, Bạch Tô vì lần đầu tiên chơi game, cơ thể cũng vô thức nghiêng theo nhân vật trong game. Ha 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 ha, xác nhận là tân thủ không thể nghi ngờ. Cười chết tôi mất, như nhìn thấy tôi lúc mới chơi game gà mờ vậy. Toto đáng yêu quá, nhân lúc Lục Đình Yến không có ở đây, hôn một cái thật mạnh, nhanh chóng trộm đi. Công chúa người cá đến thăm, đúng lúc Lục Đình Yến có việc không thể xuất hiện. 2 tuần gần đây, trong phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Tô có rất nhiều kẻ biến thái. Khác với sự vui vẻ trên màn hình, Bạch Tô căng thẳng tìm kiếm vật tư. Nhưng hiển nhiên, mặc dù cô có phần mềm hack game mua từ hệ thống cửa hàng,
kỹ năng chơi game tạm thời đạt đến cấp bậc top, nhưng cô chưa từng chơi trò chơi này, không quen thuộc với điểm hồi sinh vật tư. Địa điểm cô đánh dấu rất nghèo nàn, cô đi lòng vòng nửa ngày, chỉ nhặt được một cây nỏ. Tiếng bước chân vang lên bên cạnh, hẳn là La Tát Mỹ Á đã nhặt đủ trang bị đến tìm cô. Bạch Tô thầm giật mình, xoay người rút lui khỏi nhà kho, trốn sau cửa kho. Đây là một nhà kho thông gió không có cửa ở hai bên, nghe tiếng bước chân, hai người hẳn là chỉ cách nhau một bức tường. Màn hình, sắp va chạm rồi, tôi hồi hộp quá. Làm sao bây giờ? Trong tay Toto không có súng. Phải làm sao đây? Sắp phát điên rồi. Bạch Tô ngược lại bình tĩnh lại, liếc nhìn cái cây bên ngoài nhà kho, xoay người leo lên cây. Cô trang bị nỏ, nhắm vào hướng nhà kho. Màn hình, cô ấy muốn dùng nỏ để đánh người. Ngây thơ quá. Độ khó bắn nỏ là lớn nhất, cao thủ cũng phải luyện tập rất lâu mới có thể bắn chúng. Người chưa chơi game hỏi một chút, tại sao nỏ lại khó bắn nhất? Vì nỏ là vũ khí lạnh, khi bắn ra không có tiếng động, thích hợp nhất để đánh lén, trên bản đồ sẽ không có dấu hiệu tiếng súng. Vì vậy, độ khó thao tác được thiết lập là lớn nhất, gần như rất khó bắn trúng người di chuyển. Đúng vậy, hơn nữa mỗi phát nỏ phải kéo dây cung lắp tên tạm thời, không thể bắn liên tục như súng, nên rất khó thao tác. Nhưng để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, trước khi chơi game, hai bên đều tắt bình luận livestream, sợ người xem báo vị trí. Nhìn thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Bạch Tô trốn trên cây không nhúc nhích, kéo dây cung nhắm vào hướng cửa ra vào. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều không nhịn được nín thở.